Những cậu ấm cô chiêu giàu nhất thế giới được thừa kế gia tài khổng lồ, có giá trị hàng chục tỷ cho đến hàng trăm tỷ đô la, khiến ai cũng choáng ngợp trước sự sung sướng và may mắn của họ. Tuy nhiên, những thiếu gia này cũng không kém phần tài năng, thông minh, đủ để quản lý phần gia tài cách xù này. Họ là ai và số lượng tài sản được thừa kế là bao nhiêu sẽ được Bí ẩn Kinh Hoàng tổng hợp và chia sẻ. Check it out. We got the boys over here. What's up? Isa Ambani, cô chiêu của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani. Ambani là thành viên của một trong những gia đình giàu nhất Ấn Độ. Cô là con gái duy nhất của Mukesh Ambani và Nita Ambani. Anh trai sinh đôi của cô là Akash Ambani, là đồng giám đốc tại Jio và Reliance Retail. Ambani là một người đam mê thể thao và thường chơi cho đội bóng đá trường đại học của cô. Cô cũng là một nghệ sĩ dương cầm đa tài. Trong năm 2014, sau khi nhận được một văn bằng đại học về tâm lý học và nghiên cứu Nam Á tại Đại học Yale, Ambani đã làm việc như một nhà phân tích kinh doanh với các công ty tư vấn quản lý McKinsey & Company. Cuối năm đó, cô được giới thiệu vào ban điều hành của Reliance Jio và Reliance Retail. Năm 2016, Ambani tung trang website Jio chuyên bán lẻ thời trang trực tuyến tại phiên bản 2016 của tuần lễ thời trang Lakme. Cô giám sát các phân đoạn xây dựng thương hiệu và quản lý Jio là một công ty con của Reliance Retail. Baron Hilton Nicholas, người thừa kế tập đoàn khách sạn Hilton nổi tiếng thế giới. Baron Hilton Nicholas sinh năm 1989 tại thành phố New York, đồng thời là người thừa kế của chuỗi khách sạn Hilton nổi tiếng toàn thế giới. Anh được biết là anh trai của Paris Hilton và em trai Nicky Hilton. Cha mẹ của ông là nữ diễn viên Kathy Hilton và nhà môi giới bất động sản Richard Hilton, sở hữu tài sản 2,5 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm 2011. Vì thế Hilton cũng ăn chơi nổi tiếng không kém hai cô chị của mình là Paris và Nicky. Marta Ortega Perez, cô chiêu thừa kế nhãn hàng thời trang cao cấp Zara. Ban đầu Zara chỉ là cửa hàng thời trang nữ giá cả trung bình, sau đó mở rộng cung cấp cả thời trang nam và quần áo mặc ở nhà. Kinh doanh thành công nên Amancio Ortega trở thành người giàu nhất thế giới có tài sản 31 tỷ đô la Mỹ. Marta Ortega Perez, con gái của ông chủ nhãn hàng Zara nổi tiếng 30 tuổi, hiện làm việc cho thương hiệu gia đình. Theo tạp chí Business Insider, cô sẽ là người kế nhiệm vị trí của cha mình. Tuy nhiên, cô vẫn phải bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất như nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng. Peter Đệ Nhị và Harry Branch là hai cậu ấm nhà tỷ phú người Mỹ Peter M. Branch. Lớn lên ở Greenwich, Connecticut, Branch là con trai của doanh nhân tỷ phú nhà sưu tầm nghệ thuật Peter M. Branch và người mẫu Stephanie Seymour. William Van Meter còn gọi là Peter và anh trai Harry trong thời báo New York Times là những hoàng tử mới của thành phố. Đôi khi tranh cãi đã xoay quanh chàng trai trẻ, chẳng hạn như khi anh nô đùa với mẹ của mình trên bãi biển. Branch giải thích đó là sự thân mật có thể do thực tế anh là người đồng tính công khai. Mặc dù đôi khi sau này ông được nhìn thấy đang hôn say đắm một cô gái, hiện nay anh đang có tin đồn tình cảm với công chúa Maria Olympia của Hy Lạp. Dylan Lauren, cô chiêu của nhà tạo mẫu thời trang lừng danh thế giới Ralph Lauren. Dylan Lauren có thể dễ dàng tạo dựng cho mình một sự nghiệp thời trang lừng lẫy nhờ ông bố Ralph Lauren, nhưng cô quyết định theo đuổi hướng đi riêng với nghề sản xuất bánh kẹo khi cô được truyền cảm hứng bởi thấy Willy Wonka và Chocolate Factory vào ngày sinh nhật thứ 5 của mình. Dylan đã lập Candy Bar Dylan vào năm 2011 nổi tiếng nhất. Cô lọt vào top 25 người New York ưu tú của Mỹ vào năm 2007. Nhãn hiệu thời trang thiết kế ưa thích của cô bao gồm Ralph Lauren, Alice, Olivia và Seven for All Mankind. Siddha, cậu ấm và diễn viên nổi tiếng của tỷ phú Ấn Độ, Vijay Mallya. Siddha Vijayasit Mallya sinh năm 1987 là một diễn viên Ấn Độ-Mỹ, được nổi tiếng chủ yếu ở Anh. Anh là con trai của doanh nhân Ấn Độ Vijay Mallya, chủ tịch UB Group, một tập đoàn Ấn Độ chủ yếu trong kinh doanh đồ uống có cồn. Anh là một người mẫu nam và hiện đang theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Anh lấy nghệ danh là Sid Mallya khi đăng ký với Screen Actors Guild. Anh đã xuất hiện trong một bộ phim mang tên là Brahman Naman và dự kiến sẽ xuất hiện trong tựa là Homecoming. Anh từng làm giám đốc của IPL, đội cricket hoàng gia Challengers Bangalore, thuộc sở hữu của cha mình, một người quản lý tiếp thị cho Guinness, một sản phẩm của Diageo, một công ty đồ uống lớn gắn chặt với kinh doanh của cha mình. Nonno, usse antava?
Georgina Bloomberg là cô chiêu của tỷ phú Mỹ Michael Bloomberg. Bloomberg sinh ra tại Manhattan, theo học trường Spence và Đại học New York. Cô đã tham gia chương trình nhảy Sian O'Connor và tốc độ trường băng nghệ thuật của Joey Chick. Năm 2013, Georgina Bloomberg đã sinh một đứa con trai tên là Jasper Michael Brown Quintana. Bạn bè của cô bao gồm Ivanka Trump, là con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiệm kỳ 2017-2021. Georgina là nhân vật chính của bộ phim tài liệu của HBO Syndicate, nơi cô đã thảo luận cuộc sống của một nữ thừa kế tỷ phú. Tạp chí Forbes xếp cô vào một trong những người thừa kế của các tỷ phú hấp dẫn nhất thế giới. Carlos Slim Domit là cậu ấm của tỷ phú người Tây Ban Nha đứng thứ hai trên thế giới. Slim Domit trong năm 2012 bước vào Hall of Fame của Liên bang Mexico mô tô thể thao TCN để hỗ trợ và khuyến khích các môn thể thao Mexico và quốc tế. Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Khoa học Y Salvador Jubiran, thành viên của hội đồng tư vấn của Trung tâm nghiên cứu về lịch sử của Mexico Caso, bang của Bệnh viện Infantil de Mexico Federico Gomez và Thượng viện của Liên đoàn ô tô quốc tế. Anna Aniamova là cô chiêu giàu nhất thế giới và là diễn viên tài năng của Hollywood. Ở tuổi 19, cô đã chi 23 triệu đô la Mỹ vào tài sản Manhattan ở trung tâm thành phố Diane von Furstenberg. Anna muốn tạo ra một đế chế mua bán bất động sản và chinh phục New York, nhưng hoàn toàn thất bại sau đó. Anisimova thử mình trong bất động sản, chuyển từ New York đến Los Angeles và bước vào diễn xuất vì trong thời thơ ấu của mình, Anna đã mơ ước trở thành một diễn viên. Bây giờ cô là một nữ diễn viên và là nhà sản xuất, nổi tiếng với The Whistleblower năm 2010, Father of the Invention năm 2010 và Flutter 2011. Và diễn đầu tiên của cô Anna đóng trong phim Father of the Invention, chỉ đạo của Trent Cooper. Trong bộ phim The Whistleblower, cô đóng cùng với Monica Bellucci và Vanessa Redgrave. Đứng đầu ở danh sách là Eric Trump, cậu ấm của nhà tỷ phú người Mỹ Donald Trump. Eric Frederick Trump sinh ngày 6 tháng 1 năm 1984, là một doanh nhân và là nhà từ thiện người Mỹ. Anh là con thứ ba và là con trai thứ hai của Donald và Ivana Trump. Hiện nay là phó chủ tịch điều hành, phát triển và mua lại của tổ chức Trump, chỉ đạo mua lại tất cả những dự án mới và phát triển trên toàn thế giới với anh trai của mình là Donald, GR em gái Ivanka. Năm 2006, ông thành lập Eric Trump Foundation, bệnh viện nghiên cứu ST Chu, còn là chủ sở hữu của Trump Winery, đồng thời giám sát 18 câu lạc bộ golf của cha mình là ông Donald Trump. Cậu ấm của chiêu giàu nhất thế giới không chỉ sở hữu khối tài sản khủng từ cha mẹ, mà còn là những nhà tỷ phú nhất nhì trên toàn thế giới, những thiên tài kinh doanh chẳng kém cạnh bố mẹ mình. Chính sự tài năng của họ đã khiến chúng ta thán phục và ngưỡng mộ bởi sự giàu có, thành đạt nhờ sự chăm chỉ và thông minh của bản thân. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé.